phụ, con xin đổi cái đề tài. Cái này có rất là quan trọng đối với con mà con không có thể nào suy nghĩ cho nó đúng được. Vì con rất thương cha mẹ con. Ba con mất ở bên Việt Nam mà con còn nhỏ. Mẹ con qua đây với con, mẹ con mất ở đây. Thì con ba con thì con chôn bằng nghĩa địa rồi đổi được hai lần rồi. Giờ người ta bắt phải về bán đất, giờ đi chỗ khác. Lần này nữa là thứ ba. Và con hôm trước có xin phép sư phụ để về Việt Nam đem mẹ con về chôn, nhưng mà người ta nói đất đó bây giờ sẽ chuẩn bị đi bán nữa, thì con mới không có mang tro cốt của mẹ con về. Thì bây giờ con có cái suy nghĩ là con đem cái xương á của ba con nó để thiêu lại, rồi với cái tro của mẹ con đem thả ngoài vào biển, coi như là thủy táng. Như vậy có tốt hay là không? Mà có một vị thầy thì nó tốt, vị thì nó không, thì con không biết làm thế nào cho nó đúng đạo với một người con. Vì mẹ con trước khi mất á, mẹ con muốn đem về Việt Nam. Chết lâu chưa? 20 năm rồi. Hôm nào cứ nghĩ ổng còn ông chồng hay đi đầu thai rồi. Mẹ con á thì 20 năm, mẹ con biết mẹ con đi đầu thai rồi. Mà cha con chết là hồi 49 tuổi, thì bây giờ 60 mấy năm rồi. Hỏi mấy người đó coi họ muốn cái gì. Thì giờ đi hỏi ổng bả, rồi ổng bả muốn cái gì. Dạ con nhờ sư phụ hỏi giùm con. Chứ không sao con có đủ cái ông. À, giờ thêm ngày nữa, mấy ngày là kết duyên hàng, mình là mới hàng quốc gia với về về cộng quốc nội hải ngoại, hàng duyên vợ chồng với đại tử, bữa nay hàng duyên âm dương nữa. Ủa, ít làm mấy cái này lắm, chứ những đứa mà nó gần như mỗi ngày á, rồi nó có chuyện vậy đó, thì tại vì một chút xíu mà mình lạm dụng thần thông hay là cái ảnh hưởng của mình á, cũng như người đời đó, không có hay, cái gì cũng không thích. Chùa bị la hoài, ngày xuống đây lo cho thế giới làm thầy bói, cô bị chị la hoài, anh nội lo hạnh, dạ la mấy lần, em lo chuyện lớn không lo, lo đi coi cốt coi này kia. Giờ em có nói người ta là cốt con khỉ con chuột, người ta có vui không? À, nói người ta là con rồng người ta vui, mà nói đúng cốt của ta ta không vui, mình đâu nói láo được. Tại vì sư phụ là một vị đặc biệt, nói cái gì là nó dính vô cái cõi vô hình, đúng không? Không có đâu khẩu nghiệp được. Sao lại phụ nói thẳng xấu xấu tốt tốt. Ở đây có một đệ tử đặc biệt quá, đâu là ta yếm rồi con quá à, không đệ tử kia với con à, con yếm nè. Hồi tiền kiếp Yến này đã biết tu, nhưng mà đạo Hindu thì nó không có sao để trả nghiệp cho con, đúng không? Nhưng mà bên Hindu á, là Yến đã là thầy rồi, là đã hơn cái triệu chúng sanh rồi, tức là biết tu rồi, phải không? Nhưng mà cũng có thần thông, cũng có làm giống như mấy thầy thời nay, thì cũng tạo cái nghiệp. Thì cho nên thời nay trở lại thì bị cái lỗi đó. Nhưng mà nếu mà nói cái level á, có một kiếp mình làm tốt, mình lên tới đây, cái người đang làm xấu cũng ở trên, tốt xấu nó cứ chồng nhau giống như là chỉ may áo vậy đó, chứ không phải mình nói là mình hôm nay người đó bị nghiệp. Thì chúng ta là như thế, tái sanh nhiều đời nhiều kiếp, thì cuối cùng ý hôm nay á, là trả cái nghiệp hồi xưa bị mấy kiếp năm năm á, cứ đau hoài đúng không? Hả? À, cứ đau hoài. Thì sư phụ có sinh rồi, nhưng mà mấy vị nói là phải trả cái nghiệp hồi tiền kiếp. Thầy xưa làm thầy, thầy bên đạo Hindu. Xưa tiền kiếp bên này là đàn ông, đạo người ta, đạo đó kêu là đạo của chi, đạo chim thành đó. Đâu có sao đó, chuyện nhỏ rồi gắn trả. Lại sám hối từ từ hết. Thì khi một đứa đệ tử gần sư phụ bệnh gì đó,
vụ chị không được thì vụ mới hỏi nó có lý do. Trừ khi những ma nhập hay là bùa ngải thì vụ chị liền thì nó sẽ hết liền. Còn mấy cái bệnh mà nghiệp á, nghiệp của hồi nhiều đời nhiều kiếp á, vụ chị giảm được thôi nha. Còn như phải tự mình lo, tự mình phải lại sám hối. Đây có một đệ tử mà đổ quét rồi. Đi ăn hả? À, nãy ngồi đây đổ quét à, đi ăn nhìn dễ không? Này à, ngày hôm qua trước khi tới là bị chúng bùa nặng lắm. Bữa nay thấy tỉnh à, không phải em nghe. Tại cái người này chỉ dẫn đường những người kia tới thôi. Thì vô chị rồi hết rồi, mấy ngày. Hai bữa nay là thấy bữa nay tỉnh tỉnh lại. Nó không là bị điên á. Ừ, cô đổ quét nãy đó. Cho nên quen chú phụ mấy con đều là chú phụ muốn mỗi ngày họ thiên mình phải tỉnh táo mạnh khỏe, có tinh tấn thì mới tu được, chứ không phải cà gù cà gạt rồi cứ bị depression thì chưa đọc kinh, đọc cho có lệ cho qua giờ thôi, chứ đọc có nhớ. Chú phụ muốn vậy, đọc chữ nào mình thích chữ đó, chứ mình ăn luôn cái chữ vô tim vô óc mình mới là đúng, chứ đọc phớt phớt rồi cái qua cái quên không có phải. Đó là họ thiên nó khác, họ diệu họ thiện rồi mấy thầy là chỗ đó. Bởi vì kiếp này mình mới thành Phật, còn họ có nghĩ họ giảng sanh không có chuyện giảng sanh, không bao giờ. Sao nữa? Rồi bây giờ con làm sao? Đã chết hồi 49 tuổi lâu quá rồi. Nhưng mà con đâu ở gần với phụ đâu. Tại vì ý là phụ trở lại câu chuyện là bữa nào á thưa phụ tâm sự với mấy vị mà kiểu bình thường kìa. Còn hiện bây giờ là giống như phụ đang chạy nước rút trong cái dòng của final rồi, gần tới finish line rồi. Thì phụ phải chú trọng cái chuyện mà đi theo đức thầy về. Còn mình hỏi cái chuyện này á, lỡ như đức thầy giận, ổng đâu có thời giờ đâu nói chuyện. Vì con phân tâm, con có một người em trai năm nay cũng 69 tuổi rồi. Để vô. Con có một người em trai năm nay 69 tuổi rồi. Mà con có nói với cậu, cậu không có lo cho cha cho mẹ, chỉ có kinh con lo từ nhỏ giờ thôi. Ê, ba rồi. Cái anh đó đứng xa cái tường, tại mấy chư thiên đứng đó đầy hết á. Ờ đứng ra vô, đừng có gần tường. Ờ đứng ra vô, ờ ba đại tử đứng trên ngoài nè, tại chư thiên ở trong tường đứng gần tường nhiều lắm. Tại nãy mấy gì nói. Khi con nói với cậu là bây giờ thôi em không lo, thì chị về chị tháng 3 năm nay có thể rằng chị về ngày 10 tháng 3 giỗ tổ Hùng Vương trong dòng họ của con, thì con đem ba con lên để lấy cái đó cái xương để đem thiêu lại rồi đổ chung. Em con trả lời là không có được, chị phải cái ngày tháng. Chứ chị làm sai là chị em mình mạt hết á, gia đình em nghèo đó. Tầm bậy. Cái con không có biết, con thấy con khổ quá, con không biết làm sao. Bây giờ vậy nha, mình nói riêng đi, cái này đông người. Dạ. Mình hỏi cái gì mà có lợi ích chung á. Dạ. Hỏi chuyện cá nhân này á, là mình đừng có theo thầy, theo bài á. Mình cứ theo cái chân mệnh của mình, theo cái sự tu tập của mình. Còn ông bà của mình á, mình có thương á, mình cũng đã cố gắng. Còn cái chuyện thảy xong hay là chôn vậy đó thì hãy thù đón nha, chỉ thiêu rồi lấy cái cốt. Người mà nổi tiếng, tài tử nổi tiếng mà làm những chuyện tốt thì mình nên có cái bia để cho người sau học hỏi, chứ không phải cái xác mình không có dạy được, cái xác cũng có thể dạy người đời được á. Có người mà không có nổi tiếng, không có làm gì gọi là biết tin trong đời á, thì ít nhiều để cho con cháu thì mình làm trong cái cốt để trong nhà hoàng á, một tháng như có mấy trăm gì đó, hoặc là mình để nhà mình cũng được cái hũ cốt. Chứ còn mình bỏ biển thì cá nó ghĩa ủ phải thu đón vậy thôi, theo khuyên vậy. Ừ. Tùy theo cái người đó, cái xác có dạy đời được không. Ừ. Ok. Ngoài hỏi hỏi cái nào có lợi ích chung á, nghe giờ cũng mệt rồi đó, nói chuyện có mấy từng hôn hộ. Dạ con muốn hỏi sư phụ là tại vì con khi mà con ngồi thiền đó, mắt con nhắm mà sao con nhìn thấy được xung quanh của con,
Ồ, vậy là thành Phật rồi, đắc đạo rồi. Cô giáo nó đắc đạo. Lúc đó tâm của con không có nghĩ gì hết, mà sao mắt con nhắm mà con nhìn thấy được xung quanh. Tức là con thấy con ngồi trên giường, con thấy đủ hết. Đó là một trong cái triệu chứng là mình đã vô được hơn sơ thiền rồi đó. Thì sau cái màn đó, con sẽ ngó qua thằng chồng. Trời ơi, con thấy chó sói nằm kế tôi. Thấy không? Cái kế tiếp, con sẽ đi vòng vòng trong cái phòng. Thấy không? Rồi cái kế tiếp, sau mấy cái label đó, con sẽ thấy mấy con quỷ tới nó phá. Tại vì khi mình ở vào cái độ định đó, mình sẽ interact, mình sẽ đi qua một cái thế giới kia là mình gặp nhiều. Cũng có người xấu cũng tới, người tốt cũng tới, cha mẹ cũng tới, cũng có thiệt và có giả trong đó. Cho nên cái quan trọng nhất là mình đừng có để cái đó, mình vẫn giữ cái mắt thứ ba nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Để mình biết mình ở đó. Thiền mục đích là mình ở trong cái trạng thái tỉnh, nhưng mà không phải tỉnh. Rồi khi mình lái trên mình á, là mình sẽ cái trí tuệ của mình sẽ thông suốt hết. Còn mấy cái này là mấy cái mở màn của một cái bài học dở lòng bình thường thôi, không có gì hết. Ngồi xuống đây đứng. Sao có ai hỏi không? Con hỏi thêm một câu nữa là con thấy cái nhà gần nhà ba má con á có vẽ bùa trong đó. Rồi tự nhiên cái người chủ nhà cho ba con cái tượng Phật, thì cái tượng Phật đó ba con có nên giữ không? Con thấy ba con lấy cầm về để mà đặt cờ, mà con không biết có nên giữ không. Con thấy bao nhiêu người tham của, tham đồ collection, đồ gốm, đồ cổ, đồ xưa. Có bao nhiêu người thỏa mãn đâu. Toàn là chết yểu hay con cháu bị tầm bậy tầm bạ. Tất cả chúng ta, ông bà tổ tiên của mình, ông ngoại, bà nội gì đó, mà chết mà để mấy cái đồ lại, mình cũng đừng nên giữ của họ. Bỏ trong cái gương đem cắt. Tại nếu không, họ khó giảng sanh lắm. Tại cái lòng tham với cái lòng liếng tiếc cái đồ của họ còn. Còn huống chi mình bưng mấy ngoài vô. Con ma nó có thể ở trong tượng Phật, con ma nó có thể ở trong cái bóp. Nó cần cái nơi trụ lại con ma, nó có thể ở trong một cái lá cây nhỏ nữa đó. Nên những cái gì mình không biết cái lý lịch của nó, mình đừng có đem vô. Những cái tượng á, ở đây có mấy đệ tử, mấy cái tượng mà ông Địa thần tài, cứ nghĩ là ổng là ông Địa, không phải, ma vô đó. Tới mình phải làm lại đuổi đi, rồi mình thỉnh ông Địa thiệt. Tốt nhất là mình mua Địa mới, rồi mình rửa rượu, rồi mình làm theo kiểu một chỉ online. Chứ còn ai cho mình đem tới đem lui, nó không có đúng. Mình không có lấy tượng của ai hết. Lên đây ngồi đó, ngồi sao vậy, tội nghiệp, con ăn gì chưa? Dạ, con ăn rồi. Gấp coi. Đây ngồi nè, gần đây đó vui. Đệ tử này tội nghiệp lắm. Tưởng đâu bệnh không qua được chứ là nhẹt rồi. Ngồi. Cam bản đi, tặng cho mấy anh chị em bản gì con. Dạ con không có tặng mà con ngồi trên máy bay con mới sáng tác một bài thơ nữa. Hay quá. Đệ tử này là vừa biết đàn nha, vừa cái thơ. Giúp sư phụ đây, nãy sư phụ nói con khô cỏ rồi. Giờ này sư phụ hết pin rồi trả lời cà tân. Không còn hăng. Rồi mấy bài có băng nhạc. Mấy đệ tử này thức đêm mà có băng nhạc hồng tàn giữa mùa xuân. Cái clip này hay à nghe, toàn là đệ tử mình sáng chế không. Thấy không, đâu có Google gật đâu. Con họ thiên con trời khôn dễ sợ. Biết đàn, biết làm nhạc. Rồi, dạ đây con. Đứng rồi. Dạ. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Nam mô các chư Phật, chư Thiên, chư Thánh, chư Thần, các chư vị Long Thần Hộ Pháp, Tứ Đại Thiên Dương, Thổ Thần Thổ Địa của Nguyên Thức Tổ, gia hộ cho con.
Tại mỗi lần mà con viết cái gì đó, là con phải ra con lại cha mẹ trước với các chị vị, rồi tự động nó với cái nguồn gì đó nó xuống được. Mà khi mà con muốn sáng tác ra cái giai điệu ấy, con cũng phải ra lại. Mà cái bài này á, tựa đề là một bài toán con đã viết mấy ngày trước rồi, nhưng mà giống như là chưa hoàn thành được. Rồi con ra giai điệu luôn mà cũng không được. Thì con nằm ngủ á, con có một cái giấc mơ giống như cha mẹ nói là con chưa có post cái bài lòng biết ơn mà làm sao mà con đòi ra một cái bài mới nữa. Cho nên hồi sáng con mới post cái bài lòng biết ơn. Cho nên con biết là cha mẹ nói đừng có hối, đừng có nhanh quá con ơi, từ từ. Sao hồi nãy con viết ra tờ giấy cân để làm hotel rồi, nhưng mà con viết nháp ở đây con đọc sơ sơ. Cái tựa đề của cái bài này là một bài toán. Thì con hy vọng sư phụ và tất cả mọi người nghe và hiểu, bởi vì cái này là con nghĩ sao con viết như vậy, nếu mà có sai sư phụ dạy con. Tựa đề 1 cộng 1 bằng 2 và 2 trừ 1 bằng 1. 1 trừ 1 và 1 chia 1 thì trở thành 0. Đó chính là gì? Một ngày nọ, thân là cái thân thể mình, hỏi tâm rằng tâm là cái linh hồn mình, cớ sao chọn tấm thân này của tôi? Cái này là thân của mình hỏi mình nha. Cuộc sống trần gian để trở lại, tâm muốn đi tìm một điều gì đó phải không? Nụ cười hiền trên gương mặt của tâm đáp rằng đó là do duyên số, đó là do duyên số đưa, rằng cộng hưởng từ nhiều kiếp khác nhau, để kiếp này đủ duyên ta phải gặp nhau. Thân là một và tâm cũng là một, tần số 0 thì 2 sẽ trừ đi 1. 1 nhân 1 thì vẫn là số 1, cùng năng lượng và tần số sẽ là 1. Nhưng một ngày nào đó vì một cái sự khác biệt, thân bước đi và tâm thì không nhìn lại, và 1 chia 1 và 1 trừ đi 1 thì chắc chắn là bằng 0. Thế thì là phải đường ai nấy đi. Chợt thức tỉnh, thân mới hỏi tâm rằng hãy về bên nhau để cùng đi một chuyến đường, một con đường, tìm hạnh phúc cùng với sự bình an đầy ý nghĩa hết kiếp người bạn ơi. Đó, đây là thân và tâm. Hay quá, thử hay quá. Thấy nhanh bài không? Có đợi chiếc bàn cái ra bài thơ. Ê Hằng Nga ở đây ngồi con. Vì bảy thì mấy người không có hỏi, ngồi phía sau để cho mấy người hỏi ngồi trước. Con thích hỏi con ra đây con hỏi có chuyện để nói gì đây. Ngồi đây ngồi. Nếu nào muốn hỏi ra trước ngồi. Còn ai ngồi nghe nè con nè, ngồi phía sau. Tại con không có hỏi. Ra đây ngồi nè, con quá hỏi không ra đây con ngồi hỏi. Lên đây. À, thiếu một chỗ. Ở bên đây nè. Ở đây quá hỏi lắm. Hỏi đi. Ở dưới ai hỏi thì lên đây họ ngồi.